Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Cuộc đời Trương Quỳnh Anh hệt nữ chính nhà bà nữ bị cấm cản đủ đường. Nhà bà nữ hiện tại là dự án phim điện ảnh nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Sau gần 2 tuần ra rạp, Tác phẩm mới của Trấn Thành đang làm mưa làm gió phòng vé Việt đầu năm 2023. Lần lượt xô đổ các kỷ lục trước đó, phim đã đưa tên tuổi của Trấn Thành cùng gian diễn viên lên một tầm cao mới. Nhà ba nữ dựa vào câu chuyện về mối quan hệ giữa mẹ con, vợ chồng trong một gia đình Việt Nam. Tuy đề tài đơn giản nhưng đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả. Được biết, cốt truyện chính của phim được Trấn Thành lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của một người đồng nghiệp. Nhà bà nữ hiện tại đang là phim có doanh thu số 1 phòng vé. Phim kể về câu chuyện gia đình của Nhi, Uyển Ân và bà nữ Lê Giang. Trước đó tại buổi họp báo công chiếu phim Nhà bà nữ, Trấn Thành đã thẳng thắn tiết lộ rằng câu chuyện mà anh và các diễn viên sắp kể lấy cảm hứng từ một nhân vật có thật ngoài đời. Anh cho biết bản thân đã lắng nghe câu chuyện của người bạn và xin phép được dùng nó làm chất liệu cho phim lần này. Trấn Thành thẳng thắn: "Tôi mượn cảm hứng từ một câu chuyện của một ngôi sao giải trí, thật sự không tiện khi chia sẻ tên bạn ấy, nhưng tôi biết rằng bạn ấy cũng phải chịu một áp lực như thế với bố mẹ của mình. Tôi chỉ mượn cảm hứng và có gọi điện thoại cho bạn" Bé năm nay anh làm phim về em nhé, mong mọi người xem và đồng cảm với nó. Trấn thành từng tiết lộ câu chuyện phim lấy nguyên mẫu từ một ngôi sao giải trí, cuộc tình giữa nam nữ chính trong phim bị ngăn cấm, Nhi Uyển Ân phải trải qua sự kiểm soát của mẹ tuy có nhiều thông tin khá mơ hồ về danh tính nhân vật được trấn thành nhắc đến thế nhưng nhiều người nhanh chóng phỏng đoán đó là trương quỳnh anh bằng chứng là sau khi xem tại buổi công chiếu của đàn anh cô đã khóc nức nở và bảo câu chuyện đó quá giống cuộc đời mình trong quá khứ sau đó người đẹp còn được tổ chức sinh nhật bất ngờ trong video trương quỳnh anh chia sẻ trấn thành đã nói anh làm phim này để tặng cho em đó. Điều này khiến cô vô cùng cảm động và phấn khích. Trương Quỳnh Anh từng khóc tại buổi công chiếu phim. Chuyện tình cảm giữa cô và Tim từng gặp nhiều trắc trở. Nói đến Trương Quỳnh Anh, khán giả không ai không biết đến câu chuyện tình trắc trở giữa cô và ca sĩ Tim. Theo đó, vào thời điểm quyết định yêu, cả hai đã có ý định đến với nhau nhưng đã vấp phải sự phản ứng dữ dội của gia đình. Dù có bị ngăn cấm nhưng Trương Quỳnh Anh vẫn quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình. Trước đó, nam ca sĩ Tim cũng từng chia sẻ, đến khi khi cả hai có con thì ba mẹ của vợ vẫn không chấp nhận anh. Trước đó, mẹ là người ngăn cấm con gái đến với Tim, Trương Quỳnh Anh từng kể. Thời điểm tôi quyết định tạm ngưng hoạt động showbiz để lập gia đình với Tim, tôi gặp phản đối rất nhiều. Ba mẹ tôi phản đối kịch liệt chuyện lấy Tim. Nhưng lúc đó tôi đi theo tiếng gọi con Tim, không suy nghĩ được gì nữa. Yêu là bị mù quáng Tôi nhất quyết phải lấy tim, muốn người này phải hiện hữu trong cuộc đời mình. Tôi quyết định là không suy nghĩ gì tới ai nữa. Cả hai chia tay sau đó tái hợp nhưng cũng không mang lại kết quả như ý. Sau chia tay, Trương Quỳnh Anh chọn cuộc sống mẹ đơn thân. Nay cô cảm thấy vui vẻ với mình của hiện tại mối quan hệ giữa trương quỳnh anh và gia đình tốt đẹp như cái kết của phim sau thành công của bố già trấn thành tiếp tục phá đảo phòng vé việt với nhà bà nữ có thể thấy rằng chất liệu phim mà nam diễn viên mang đến cho khán giả hết sức gần gũi và điều này cũng tạo nên thành công của anh mong rằng thông qua câu chuyện của phim sẽ mang đến cho khán giả những cái nhìn sâu sắc nhất bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo